tiểu thương đàn anh kết nói yêu thương á anh cả yêu thương anh cả anh kết cho tôi vậy á kiếm anh nào Việt Kiều á Việt Kiều với Việt Kiều quỷ nha chứ đừng có kịch gì cả cầm một tiểu thuốc nha anh đó gì cầm cũng tiểu thuốc cho anh cả với con cua gì cầm không phải con của tao ơi đau bụng cô phải mở ra từ từ bà chết con của bà chết cua nè anh cả ơi cũng anh con cua với cái điếu thuốc có mụn cầm nha anh về ăn đi nha điếu thuốc của điếu thuốc của mày thì tao nói điếu thuốc của mụn cầm nó mò cho anh chứ có gì đâu vậy về ăn cua đi nha anh lát em kêu cho anh ly cà phê cho anh uống nha giờ bán lên bán ngủ hả? Tao nấu một nồi nồi gì bên cạnh luôn kìa nồi bò bò hầm bò sườn bò hầm xả nấu một nồi luôn kìa chị lên ăn phụ đi ở đây bây giờ tôi lên tôi ăn không giờ chưa có ai ăn chưa có ai được ăn hết trơn á má nó không có vé mới lên có ăn thơm không thơm gì cơm thôi chịu lên ăn chịu tôi mới ăn tôi đi ăn cơm tiệm tôi mua cho ông toàn hộp đó kìa tôi hai đứa tôi đi ăn cơm toàn mà để mua cho mà chết hàng kia nó bảo quạo mà mãi rồi ăn cua nó no rồi ăn cua quên wow. Nó cái ghế trời cả ơi về ăn cua với uống nước thuốc nha hút nước thuốc nha anh cho ly cà phê sữa đi hôm giờ không có cúng ăn em cúng ăn nha bữa nay hả mộng cầm ba mộng cầm bậy và bị bà chết hả cho ly cà phê sữa luôn đi em cho ly trà đá luôn nè trả tiền cho mộng cầm luôn nè một ly trà đá à lấy ly lớn uống cho đã Quyển cho 50 đi Quyển. Trời ơi trời má con chưa đi rút tiền nữa má nãy anh toàn chuyển tiền con còn chưa đi rút nữa kìa con để con trả cho quỷ cá chiên chịu nó ngồi nó đó mặt cái mặt kia mà. Cho mấy lồng lẻ đi. Mấy lồng lẻ kìa. Đó trời để tôi trả. Là 40 đúng không? Thờ 10 ngàn luôn nè. À. Nè, hết 10 ngàn đưa 10 ngàn cho anh cầm được rồi. À. Trời ơi, đồ ăn quả ở trên đây có đồ ăn mà bà không chịu ăn. Tại ngựa đó. Ngựa đéo. Phải ngựa đéo á, ngựa đéo nó nên nhảy á. Chứ còn không bình thường đâu có đâu ai nói làm gì. Ngựa lắm khi giật 1, giật 2 đó người ta đã bà xin nó nói rồi. Trời ơi mày ăn có nhiêu đâu mà kêu xe kêu bọng rồi đi lên nữa. Em lên đi, em lên cho tôi đi tôi đó. Lên lên là bị chửi. Đấy. Trời ơi bánh rủa ghê lắm. Trời ơi anh đây bắt rủa hả xe cán xe đụng mày ừ rủa ghê lắm không bữa nay mới thấy ta lộ ra chứ không là đâu có anh cả ơi uống cà phê nha anh cả bất quá à thì uống đi nha anh uống miếng nha anh ồ bắt rủa ghê lắm tiên ơi em chưa thấy cái nết bắt rủa đâu bà mua đắt đền Tony qua bà mua nước suối em á đúng không cái tụi nó uống hết rồi á không biết thì bà lên thì mấy đứa em này nó đã uống nước anh thì anh uống nước lọc nấu mấy đứa nó uống không quen thì nó không mấy xong á uống xong á cái bà rủa bà nói nè thằng bà rủa anh bà nói vậy nè mày tao thấy mày uống nước suối tao nha ra đường cho xe cán mày nha trời ơi tao chứt chai nước suối mày tao không có đụng tới đâu chứ trời ơi trời mày cho tao ăn có miếng hai chai nước suối mày rủa thấy ghê quá rủa gì mà rủa thấy ghê lắm cái miệng bà được lắm mà cái miệng bà xấu lắm bà không vừa lòng ai là bà rủa ghê lắm bà chửi hả bà vỗ thấy gớm rồi ừ không có ai chà bả đó là bà chửi á bà qua cái rồi là có ngon không có cái gì
không có ngon. Có miếng rồi ăn nè. Mà chạy giống ngựa vậy đó. Giống má cái ngựa này nè. Ờ, bỏ lên bà chửi nữa, bà chửi tiếp. Chỉ cái vụ 100 ngàn á, sửa xe đạp. Sửa xe đạp rồi. Hả? Không phải, bà Vũ là bà Vũ riêng. Cái chiếc xe đạp á là của Cầm á, sửa rồi. Trời ơi, má không có cho chạy. Bà nói thôi, mày chạy làm chi? Mày mới mổ à. Nó chạy đi. Bệnh nhiều. Còn bệnh nó có đơn hàng 27. Bây giờ bà mà ăn con cua của bà chết nữa bà không. Cậu bà lấy cái cua mà kêu cậu nó quay đi là đưa cho bà chết rồi. Đưa cho bà chết rồi. Rồi bà chỗ nữa. Thôi. Bà gũa cái mấy đời luôn á. Bà cái thật tính tình bà thật thà vậy đấy, chứ mà bà mà em mà làm cho bà ghét rồi bà rủa một cái rồi là coi như là em khổ ngóc đầu lên. Ngóc đầu không nổi đâu. Bà rủa ghê lắm. Của mình. Nóng nổi. Bà có tiền là bà thoải mái lắm. Có tiền ăn gì ăn nữa, ăn gì uống gì thoải mái lắm. Bà rủa ghê lắm, chỗ bà chửi nó không có. Cả đi. Bà vụ gì quá để đây con cả. Cúng ăn rồi mà cúng về má. Ủa. Con cua của người ta còn nguyên ăn rồi kìa. Không, món ngọt với bả được. Nói chị chứ ơi, đừng có chửi. Giờ em đem lên đồ đem lên cho chị mà. Thôi mày đừng có lăn lắm. Khi nào tao lên thì mày lên, mày đừng có lăn lắm. Mày lăn rồi. Mày lăn lít mà mày bị chửi cũng vừa. Không. Tiếp chửi cả mẹ nó, bà chết chửi mình cũng hề hề chứ lâu cái gì đâu. Không, con bà thì nói chung ra bà được lắm. Bà điên lên, bà chửi rồi. Bà Vũ. Bà không có để lòng, bà ở trong lòng. Bà không có để ở trong lòng. Trời ơi, bữa ông nội này nè. Gì à hả, mua cái gì à? Đừng nói bả nghe nha, nói bả nghe mà chửi tiếp. À, cái gì ăn ở vườn táo á, má vợ mày mày không lo, lo hai đứa con gái. Con clip lo, chồng nó quay con cười hoài, nó nói lộn hết, chết quá. Mắc cười vô chai thuốc hôm qua ghê luôn á. Hồi tức ngọn giới thiệu chai thuốc đúng đã luôn. Nghe đúng sướng luôn ta. Có chai thuốc rửa phụ khoa đó mà ta lấy không? Nước hợp chìm á. Không. Qua tính giới thiệu hơi bị đã luôn. Sớp dưới đáy quần của bà đó, con chim mà nó thơm. Thôi má. Sao lại mày? Ôi rồi. Phụ khoa là để cho mà chết. Cho bà chết bà. Bà mới bị phụ khoa đó, bà đái không có rửa ráy gì hết trơn á. Bà chết bà đái hả, một lần mới vô trong toilet hả, bà rửa con chim bà hả, có một lần có khói nước cơ má. Trời ơi. Ồ, rửa xà tiền nước tắm một triệu mấy đó. Kêu, lôi đầu lại chứ. Trời ơi, trên anh tiền nước một triệu mấy đó tiền. Ồ, không biết gì á, hả, bà giặt đồ quá. Ở chung bà xả, hay bà xả để nước hả, lên láng ngập tràn toilet luôn. Ai biết đồng hồ nước là đồng hồ của kia mà. Hồi xưa anh về đây anh ở lần tháng anh trả có 40 ngàn tiền nước à. Còn hồ nước đâu có bị gì đâu. Tôi biết sao không? Nó bị vượt định mức gì á, nó tính hai mấy ngàn thôi. Nhưng mà định mức cho phép nó xài được có nhiêu á. Nó mạt á, nhiều khi nó mạt. Ừ. Quay dính gốc chị hết á. Rồi. Cắt thịt da xấu á. Xấu đâu mà xấu không biết mà nhiều, mấy tháng nay đó từ ngày bà chết kia ở là vậy đó. Bà xài miên. Nước dữ lắm. Uống miếng cà phê nữa anh cả ơi. Ừ. Cái nước của anh là bằng tiền điện của em chịu mấy.
Tiền điện biết nhiêu không? Tiền điện của anh xài có 600 mấy ngàn à. Thôi tiền điện còn nước. Ừ. Điện thì vả đâu có hả xài nhiêu đâu. Nước thì vả xài nhiều. Ôi bả xài 1 triệu mấy á, kìa ổng tin lắc toàn lên em coi em gỡ cái giấy kìa. Em sợ nước nó phạt anh, nó phạt. Nó phạt đó. Nó phạt. Nó phạt á, kìa cái giấy người ta mới gỡ kìa. Đây nè. Ghi một cái chữ số nước thôi. Nó là một chữ số thôi. Bản. Ừ. 28 ngàn một khối. Nhưng mà thường nhà nào xài cũng là tiền điện nó sẽ cao hơn tiền nước, cao hơn tiền nước. Ừ. Đây vấn đề rồi. Bà tắm chứ mỗi lần bà đái á, là bà rửa cái, anh nói mỗi lần bà tắm bà rửa cái khối nước á. Bà vô bà cởi quần ra bà đái đúng không? Rồi xong rồi cái bà mở cái vòi lên bà làm xà mà rửa cái 5-10 phút mới ra. 5 phút mới ra. Tôi nói tiền nước nào chịu cho nổi bà. Kỹ lắm, mỗi lần đái là rửa cả tiếng, cả ấy gì đó. Thì là bắt chữ lắm mới kỹ vậy. Ờ. Nói chung có chồng mà phải sạch sẽ. Để chồng mới còn gù quến nữa, ưng ái nữa. Giống như hôm qua không biết là có sức không không, mà sao mà xé mặc cái bộ đồ, xé mặc bộ đồ chứ không thấy. Quỷ thì nó không chịu xài. Qua ông Dương có sức không anh? À? Có. Sức làm sao? Nó vô qua nước hoa nó xịt lên miệng nó nữa. Nó tưởng chai nước hoa, nó qua dùng kính đó má. Bùng. Ông em với nhà nó hết hạn sử dụng rồi đó ông nội. Bữa nay tiệc á hả? Ừ. Sáng giờ có bao nhiêu số không? Có. 150 gì? Lên 200 định. 150 là được 150 ngàn á. 150 vé từ 150. Mà hả, bữa nay ở về sớm. Về sớm. Ngày mai là hả, công ty rồi cũng qua đây rồi. Qua đây rồi, tốn tiền à. Bà đạp xe đạp đó. Để ngày mai sáng thì bây giờ quen rồi, sáng bán hả, ngâm đậu bán hả, mắt này ở xe hả? Tự bỏ qua chứ ai kêu bà. Ừ. Ừ. 54 đúng không? Dạ, 88 xe. Lát nhậu qua. Dạo đi bóp từ thiện. Con nấu bên không trở về là khi nào người ta quay clip xong rồi bà kia ta trở về cũng tự nhiên cơm áo gạo tiền của người ta đang đi quay clip bà cứ kêu dơ về ta chửi bà phải rồi thuận đường tiện thì ta chở luôn. Ta đi quay clip và ta kiếm tiền rồi cứ kêu rủ ta về hoài chửi phải rồi. Còn muốn đi xe đạp á đi về giờ nào đó về. Ngay cầu Nguyễn Tri Phương cũng qua đây gần mà. Thôi má, qua cầu Nguyễn Tri Phương mà gần hả? Không dám đâu má. Hay hay đi xe ôm mà 20 phút rồi. Đặt xe đạp chắc 45 phút loại xe. Ờ để bán nó đó thì giờ nó mới qua tỉnh thành ở đây cũng đỡ. Bán rồi, bán hết rồi. Nghĩ là không bao giờ nó ủng hộ đâu. Bà bán quá ám khí quá, về đâu mua. Má làm ly cà phê có cả luôn, mập luôn. Mập luôn, thôi lên lầu ngủ giấc đi. Nói chung tại cái gen của chị ốm rồi nên chị ăn cỡ nào cũng mập. Ừ. Ly cà phê sữa ha. Còn em đây thở cũng mập. Tại cái tạng người em nó vậy rồi. Nhưng mà
măng nó không, nó không ấy, nó người như con, như mấy em thấy mấy con gà sumo với con gì đó, con bé mai cái gì đó, nó đâu có mập đâu, mỗi lần nó ăn cái thao thao gì nè. Ừ, mỗi lần nó ăn một thao, một tô bún bò hả, một cái tôm như vậy nè, trời ơi là trời. Ờ mà không biết sao nó trôi sao, mà không biết sao bao tử, nó không biết bao tử gì, nó tử voi gì quá. Mà sao mà mình ăn một tô của mình mà nó ăn 8 tô mình đó. Trời ơi trời, nó đổ 8 cái tô vô, nó cân ký lên, nó ăn chết mẹ luôn.